Hiện tất cả các chợ trên địa bàn vẫn đang áp dụng phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân theo hình thức phát thẻ vào chợ. Đến nay, bên cạnh các mặt tích cực mà thẻ đem lại thì cũng có một số hạn chế nhất định đối với nhiều người dân. Thẻ vào chợ được áp dụng tại các chợ trên địa bàn thành phố từ ngày 12 tháng 8, với loại thẻ màu hồng dành cho ngày chẵn và thẻ màu xanh dành cho ngày lẻ. Đến ngày 27 tháng 8, thành phố áp dụng đồng bộ thẻ màu trắng cho hai ngày chẵn và lẻ, đồng thời quy định phải in rõ ngày vào chợ trên thẻ, đảm bảo tần suất cứ 3 ngày thì đi chợ một lần, luân phiên giữa các hộ gia đình. Tuy nhiên, có một bộ phận người dân thấy khó khăn khi sử dụng thẻ trắng và không thể đảm bảo tần suất trên. Phần lớn nguyên nhân là do việc ấn định ngày đi chợ trên thẻ. Cái phiếu mà in ấn màu trắng á, có như ngày nào đi chợ ngày đó là rất là khó khăn cho người dân. Đó, có như là ngày mà không đi chợ được, bận việc không đi, là ngày đó là coi như mất ở trong nhà không có thức ăn hàng ngày. Coi như nếu mà yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố là in theo cái lịch mà ngày chẵn ngày lẻ để cho gia đình họ phát cho gia đình cho hộ dân đi là dễ hơn. Theo Ban Quản lý các chợ thì đã xuất hiện nhiều trường hợp người dân mang thẻ hồng, thẻ xanh vào chợ, thậm chí không mang thẻ và dùng mọi cách năn nỉ để vào. Khi lực lượng chốt chặn nhắc nhở không cho vào thì nó nặng, nó nhẹ, gây khó dễ, rất khó khăn trong việc giám sát ra vào chợ. Vấn đề là người đi chợ nó là có ngày, đôi lúc có những người cứ ngày họ là đi làm thì được đi chợ, mà cứ ngày mà không đi làm là không được vào chợ, thì họ cũng đến, họ cũng có những yêu cầu. Thì đối với anh em cũng động viên, cũng nói người ta thì linh động trong vấn đề đó, thì người dân về cứ trao đổi như người ở tổ mình đó, rồi cứ thay đổi nhau. Ví dụ như hôm nay ngày 1 thì anh có thể ngày 2 thì anh đứa đổ qua cho người ta để được. Thì hầu như người dân vào chợ thì đối với chợ Hà Thăng thì đều chấp hành tốt vấn đề này. Với tình hình như vậy thì nhiều chợ đã chủ quan nới lỏng nhiều trường hợp để họ vào mua sắm vì nghĩ không bao nhiêu người có thể ảnh hưởng và mong muốn kéo khách mua sắm trở lại. Thậm chí tại chợ Hà Thân hiện vẫn xuất hiện tình trạng tiểu thương bất chấp lệnh cấm bán hàng qua hàng rào chợ. Người dân vẫn mua như thường, không có sự đảm bảo giám sát ra vào chợ. Phòng chống dịch nhưng vẫn phải đảm bảo nhu cầu mua sắm cho người dân. Thời gian đến, nếu tiếp tục áp dụng thẻ vào chợ, thì phải chăng nên có giải pháp phù hợp để điều chỉnh tình trạng trên, giúp người dân có thể dễ dàng sử dụng thẻ vào chợ, góp phần tăng hiệu quả việc phân chia tần suất đi chợ, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch.